Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Giật mình trước loạt bằng chứng về giới tính của Quang Minh, thay đổi 180 độ sau ly hôn Hồng Đào. Quang Minh, Hồng Đào từng là cặp vợ chồng ăn ý trên sân khấu và nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Thế nhưng, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn vào năm 2019. Sau 3 năm đường ai nấy đi, Quang Minh lại gây chú ý với những hình ảnh điệu đà và vướng nghi án yêu đồng giới. Gia đình Quang Minh Hồng Đào thở còn mặn nồng. Cặp đôi đường ai nấy đi vào năm 2019. Trên trang Facebook cá nhân, Quang Minh đã đăng tải hình ảnh chụp cùng nhiều bạn bè tụ tập ở quán cà phê. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ lại chiếm spotlight trong khung ảnh vì giãn ngồi. Có thể thấy, chồng cũ Hồng Đào ngồi chéo chân, đầy điệu đà, trông khá nữ tính. Hình ảnh của Quang Minh nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả và các sao Việt như nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Đức Tiến, Lê Huỳnh. Mọi người đều bật cười và trêu chọc dáng ngồi điệu đà của nam nghệ sĩ. Điển hình như danh hài Lê Huỳnh dí dỏm gọi Quang Minh là bà. Quán của chồng bà khai trương hả bà Minh? Anh cũng hài hước đáp lại đồng nghiệp rằng: "Wow, bà thông minh quá." Nhiều nghệ sĩ và khán giả trêu Quang Minh: "Trời ơi, rút cái ngón út vô kìa. Bị vậy chứ ai muốn em?" Cách đây ít ngày, Quang Minh cũng đăng tải bức ảnh thân mật bên chàng trai trẻ. Cả hai mặc trang phục giống hệt nhau, thậm chí nam nghệ sĩ còn được chàng trai ấy dành tặng nụ hôn. Quang Minh chia sẻ: "Ngày hôm qua mình đăng tải tấm hình này vào story chơi thôi, vậy mà có hơn 23.000 người vào xem. Có những người bạn của Quang Minh nhắn tin: thôi nha, đừng nha anh. Có người thì nhắn: chơi lớn luôn anh. Vậy các bạn nghĩ sao về tấm hình này?" Nam nghệ sĩ bất ngờ khoe ảnh được trai trẻ hôn. Khán giả được dịp cười nghiêng ngả trước những hình ảnh gần đây của anh. Nam nghệ sĩ không ít lần bị khán giả nghi ngờ giới tính. Tuy nhiên, Quang Minh vẫn khẳng định anh rất chuẩn men. Khán giả khá bất ngờ trước những hình ảnh gần đây của Quang Minh. Chính vì bức ảnh thân mật bên trai trẻ và dáng ngồi điệu đà đã khiến nam nghệ sĩ vướng nghi án yêu đồng giới. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng chồng cũ Hồng Đào chỉ đang muốn đùa giỡn, tạo nên nhiều tiếng cười cho mọi người nên cố tình xây dựng hình tượng nữ tính như vậy. Một vài hình ảnh gần đây của nam nghệ sĩ. Có thể thấy, anh giữ vẻ ngoài trẻ trung sau khi ly hôn Hồng Đào. Nam nghệ sĩ lịch lãm vẫn nhiệt huyết hoạt động nghệ thuật. Sau 3 năm ly hôn với Hồng Đào, cuộc sống và sự nghiệp của Quang Minh đều đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, dân tình vô cùng ngỡ ngàng trước hình ảnh điệu đà nữ tính của nam nghệ sĩ. Cuộc hôn nhân 24 năm của Quang Minh Hồng Đào đứt gánh giữa đường từng khiến rất nhiều khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, họ vẫn là một cặp đôi ly hôn văn minh khi dành nhiều lời khen mỗi lúc nhắc về đối phương. Bên cạnh đó, những hình ảnh mới của Quang Minh cũng khiến khán giả tò mò. Tuy nhiên, cả hai đều kín tiếng và không nói về chuyện tình cảm sau tan vỡ hôn nhân. Họ giữ tinh thần tham gia nghệ thuật và hội họp bên bạn bè, con cái. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.